Bàn sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xây dựng nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự và chủ trì hội thảo có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập quy hoạch giúp Thừa Thiên Huế khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong bối cảnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 có một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc ban hành một quy hoạch mới với thành quả từ cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng nền tảng công nghệ số, làm thay đổi cách thức sản xuất là điều rất cần thiết. Với ý nghĩa đó, trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hóa sinh thái cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo vững chắc, hệ thống chính trị vững vàng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đại biểu tham gia hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề như Thừa Thiên Huế đang ở đâu, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố như thế nào, chọn lựa mô hình nào để phát triển. Những thách thức chính của chiến lược phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng xanh và bền vững, cơ chế chính sách đặc thù cho Huế và nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh. Trên tinh thần đó, hội thảo nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhân sĩ trí thức hiện kể về xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Ý kiến của tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn về tầm nhìn trăm năm cho việc mở rộng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo sự hài hòa giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển của địa phương. Tiến sĩ khoa học kiến trúc sư Ngô Việt Nam Sơn cũng đưa ra những ý tưởng đột phá như xây dựng đô thị đôi Huế Đà Nẵng, tận dụng những lợi thế sẵn có giữa hai địa phương để xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên chính sách công của Đại học Fulbright, nêu lên việc Huế cần lựa chọn giữa việc phát triển thành thành phố trực thuộc trung ương hay thành phố di sản đặc thù của Việt Nam. Phát biểu kết luận tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, đồng thời khẳng định Thừa Thiên Huế đang đi theo hướng sẽ nhìn nhận khách quan hơn, đổi mới hơn trong tư duy cũng như trong hành động để phát triển, đặc biệt là trong tư duy điều hành đổi mới, trong cách nhìn, cách đánh giá, trong tiếp nhận và lắng nghe từ cả người dân, cộng đồng, những chuyên gia đầu ngành, những người yêu Huế, những người có kinh nghiệm trong xây dựng chính sách quốc gia.